Alo, xin chào tất cả anh chị. Chiều hôm nay Thịnh sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cụm đất tương đối là đẹp và tiềm năng. Có thể nói là cái vị trí đất rất là đẹp, đẹp nhất trong năm. Cái lô đất này khá là ok để mà mình đầu tư trong năm nay ạ. Phía trước anh chị có thể thấy đó là bãi dài ở trước mặt mình rồi. Bên kia là khách sạn Duyên Hà, chuỗi resort khách sạn An Ma. Khu tái định cư K8 và khu 602 của tập đoàn Hưng Thịnh. Phía bên mình là vị trí của sân bay, khu AB Central. Những cái chuỗi khách sạn resort lớn đều nằm ở vị trí này ạ. Thì cái view này rất là đẹp, buổi chiều rất là thoáng, và đứng ở đây mình có thể cảm nhận được cái không khí gió biển đến tận nơi ạ. Thì anh chị sở hữu lô đất này chỉ tầm giá từ 800 triệu là mình có thể sở hữu được rồi ạ. Cơ sở hạ tầng tương đối là đẹp. Điều đặc biệt của lô đất của mình là mình nằm tiếp giáp trực tiếp với cái con đường quy hoạch 40m, đó là đường Lê Dũng nha anh chị. Và đây là trục ngã tư nối giữa đường Lê Dũng và đường Văn Cao. Phía tay em nè là vị trí tiếp giáp trực tiếp với đường Lê Dũng, và mình mua ở đây để mình cảm nhận được cái không khí và ở trong lành ở đây. Khi mà anh chị từ sân bay về Nha Trang tương đối xa thì mình cũng có thể là mình có sở hữu một lô đất để xây dựng, để nghỉ dưỡng hoặc là có thể đầu tư. Việc đầu tư rất là tốt luôn ạ. Thì chỉ có tầm 800 triệu là anh chị có thể sở hữu được cái lô đất ở đây rồi. Thì cái chuỗi resort khách sạn người ta đang xây dựng bên kia là ngày đêm, bên bờ bên phía bên kia là đang ngày đêm xây dựng liên tục. Sau cái dịch trở đi thì giá đất khu vực này sẽ tăng rất là mạnh. Và phía sau cái bờ tường đây là mình đón một cái con đường đi ngang qua, và cái đường Lê Dũng đã có đường chờ rồi anh chị nha. Thì anh chị nào yêu thích cái khu vực này và cảm nhận đây là một cái phương án đầu tư rất là tốt trong năm nay thì em Thịnh hân hạnh được phục vụ anh chị.